Hello everyone, mình là Hào Nguyễn, đại diện cho YouTube channel Nail Tech for Everyone. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn làm thế nào để mình có thể làm refill cho một cái bộ móng mình nhanh, gọn và đẹp nha mấy bạn. Đầu tiên nhất thì các bạn phải cắt ngắn và đổi shape nha. Cái shape này là từ shape coffin mà đổi qua thành cái shape Xin chào các bạn, almond hôm nay shape mình nha. xin giới Cái thiệu này nó các hơi bạn khó là tại vì vừa cắt Xin ngắn chào các bạn mà nha. vừa Hôm đổi nay shape, mình cho xin nên giới là thiệu mà các cái móng này bạn nó đã có bộ rất shoulder dài, cho nên cắt bạn và phải cắt có một làm cái mẹo đổi giống như shape mình đây. Mình thì đang mình sẽ hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cái mẹo mình để hiệu quả cắt cái móng này thì nha. rất là quan Đầu tiên nhất là mình trọng. phải Cái tạo cho thì bộ có một cái điểm tựa cho cái ngón hiệu tay quả đeo nhẫn thì bạn mình thấy không? phải Ngón tay đeo nhẫn phải mình khác tạo, mình thì tựa vào không cho vào biết cái bàn tay dưới, ngón tay dưới của mình đó. Rồi cái dũa máy này nè, mình giống như mình sử dụng giống như một cái comba. Thì khi mình có điểm tựa rồi thì mình chỉ cần quay từ trái qua phải, từ trái qua phải thì giống như bạn đánh một cái vòng tròn. Và đặc biệt để cắt được cái này á, mà dễ thì bạn hãy để cái đầu dũa nó nghiêng 45 độ, nghiêng 45 độ so với cái móng của mình cần cắt nha, bạn thấy không? Nếu mà bạn dựng thẳng lên 90 độ thì bạn không có thể cắt được, tại vì lúc đó cái độ cắt nó dày lắm, nó không như ý đó. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Mình để vào này, nghiêng 45 độ và mình đẩy từ trái sang phải. Mình đẩy một lần đầu tiên là để mình cắt cho nó có cái độ ngắn, độ dài cho nó giống nhau. Và khi mình lặp lại vòng thứ hai và có thể là vòng một lần thứ ba nữa là để mình tạo tất cả các shape của ngón giống nhau. Đó, bạn thấy không? Khi mình đánh vòng như vậy đó. Và đặc biệt mình xin lưu ý các bạn nha, để đặt cái dũa so với cái móng của mình cần cắt theo độ nghiêng là 45 độ, 45 độ nha, thì bạn sẽ cắt rất dễ dàng. Nghiêng, phải nghiêng. Còn nếu mà bạn lên đến 90 độ thì bạn không thể dễ dàng cắt được cái món này đâu nha. Và nhớ là khi mình để nghiêng như vậy thì có thể là bạn chỉ cần đẩy nhẹ thôi, bạn không cần đẩy mạnh, cứ để nhẹ, mình ép cái tay nhẹ và cái máy nó tự quất nha, nó tự quất. Mình không có một cái cần phải khi mà đè nặng làm gì cho nó mất công. Sau khi mình cắt xong thì mình sẽ bắt đầu dũa cái shape. Bạn chỉ dùng cái dũa file mình dũa lại shape thôi, dũa lại một chút xíu, bạn thấy không? Đó, bạn cũng nghiêng. Khi dũa cái móng này bạn phải để cái dũa so với cái móng là 45 độ, so với cái móng là 45 độ đó, bạn thấy không? Mình để dưới. Và nhớ đó, khi mà bạn làm thì bạn để ý là mình chỉ cần dũa hai bên hông vô một chút xíu thôi, tại vì cái độ tròn của cái móng, cái độ almond shape, cái độ tròn ở trên nó đã có rồi sẵn rồi, cho nên mình không cần làm nhiều. Ok, và nếu mà khách muốn nhọn nữa thì mình ép vô bên hông chút xíu để nó ra nhọn thôi nha mấy bạn. Rất là đơn giản, dễ làm ha. Hy vọng là khi các bạn xem cái video này thì các bạn sẽ có thêm cái dữ liệu để mà mình thực tập nha, thực tập. Đó, như bạn thấy đó, mình cắt 10 ngón này tạo cái shape trong vòng có 5 phút thôi thì mình đã xong cái shape rồi. Mình nhớ ngày xưa hồi lúc mới vô nghề mình vuỗ một cái shape như thế này á, bạn biết không, là nó mất tới 15 phút mới ra được. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần 5 phút thôi. Thì các bạn ráng nha, ráng cố gắng tập theo những cái gì mà mình đã chia sẻ trên cái video này nha. Thì đây là một cái bộ móng này á, thì khách là muốn refill. Thì sau khi mà mình lấy shape xong rồi thì bắt đầu cái bước refill. Và mình muốn giới thiệu các bạn là một cái cách refill, một cái cách bỏ cục bột lên rất hiệu quả nha, nhanh, gọn và đẹp. Đặc biệt là các bạn thấy zoom 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 out đi, các bạn sẽ thấy cách mình bỏ bột nha. Mình lấy bột á, là mình lấy bằng cái cọ của mình là cọ số 18 nha mấy bạn.
Cọ của mình là cọ số 18. Và mình khi mà mình lấy bột thì mình lấy cái gốc của cái cọ số 18, chứ mình không lấy hết nha. Mình nghiêng cái cọ qua cái gốc mình lấy. Thì khi mình lấy qua cái gốc đó thì bạn thấy là cái cục bột nó đã có sẵn tròn rồi. Bạn chỉ cần đặt cục bột lên trên ngay chính giữa cái móng, và bạn nhích lên một chút xíu để bạn đẩy cho chư cồ. Sau đó bạn lấy một miếng nước rồi bạn dỗ nó xuống. Rất là đơn giản nha mấy bạn, không cần phải khó khăn đó. Bạn thấy không, mình lấy một miếng bột rồi mình để vào chính giữa là ngay khi tôi cồ là nó tròn rồi. Xong rồi mình vuốt hai bên hông, mình vuốt xuống rồi hai bên hông mình dùng cái cọ mình quẹt hai bên hông. Bạn thấy không, trong vòng một phút, không đầy một phút là mình đã phiêu xong một ngón đó. Bạn thấy không, mình để xuống nhẹ nhàng, bạn dùng cái đầu đó, bạn ép nó xuống chút xíu để cho nó sát khi tôi cồ. Xong rồi bạn vuốt xuống. Rất là đơn giản nha mấy bạn, đơn giản và hiệu quả. Mà nhớ là không nên lấy nhiều quá và cũng không nên lấy ít quá. Nếu bạn lấy nhiều quá thì nó dày và bạn sẽ cái móng nó sẽ bị dày, và khi bạn dũa thì nó mất công. Và nếu bạn lấy ít quá thì cái móng nó quá mỏng, hoặc bạn lấy không đủ bột nha mấy bạn. Thì trong thời gian mà mình đang giới thiệu với các bạn về cái cách làm á, thì bạn thấy không, trong vòng có 3 phút thôi là mình đã xong một cái bàn tay rồi đó. Đó, ngón này là ngón cuối của bàn tay thứ nhất nè. Đó, rất là đơn giản đó. Thì với cái vấn đề ở đây á, tại làm sao là mình, khi mình khởi động vô là mình làm nó lấy cục bột nó đơn giản. Rồi đầu tiên nhất kinh nghiệm của mình á, là bạn phải rửa cái cọ thiệt sạch trước. Tất cả những lần bạn cái cọ bạn phải sạch sẽ. Thứ hai nữa là bột bạn phải khuấy lên cho đều nha. Khuấy lên đều thì khi mà bạn lấy nước thì mà bỏ vô bột nó sẽ đều. Bột nó đều và nó không có bị sượng. Đó, cho nên là khi bạn chỉ cần để vô là nó vô cái cuticle. Xong rồi bắt đầu mình bỏ một miếng nước lên là mình vuốt rồi nó ra. Rất là đơn giản nha mấy bạn, không có gì mà khó khăn. Chỉ mong rằng các bạn chịu khó luyện tập thật nhiều. Tại vì với một cái ngành nail hiện tại á, thì nó đòi hỏi một cái người thợ nail phải có một cái kiến thức và có một cái tay nghề cao thì mới tồn tại được nha mấy bạn. Tại vì mình thấy là hiện nay là người Việt của mình á, nail á, thì đang bị mai một lắm rồi. Mà những cái sắc dân khác á, người ta chịu khó lắm nha. Giống như tại một cái tiểu bang của mình đây nè, tiểu bang Florida, thì mình thấy những cái người di dân từ Puerto Rico hay Brazil hay là Colombia rồi đó bạn, mấy người ta cũng đang bước vào lĩnh vực ngành nail nha. Cho nên là hy vọng là các bạn cố gắng thực hành thật nhiều để giữ được cái ngành nail của mình nó được phát triển ngày càng thịnh vượng. Và cầu mong rằng cái video này nó sẽ có một phần gì đó giúp ích cho các bạn trong vấn đề mở mang kiến thức về cái ngành nail nha. Xin chào các bạn, và xin các bạn đừng vui lòng, nếu mà thích cái video này thì hãy like, share và đăng ký kênh cho mình nha mấy bạn, để những cái video kế tiếp các bạn có thể cập nhật được những cái kiến thức mà mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nha. Rất mong là các bạn ủng hộ cho cái kênh của mình nha. Thank you very much. Have a good day. Bye.